Chiều nay, lượt trận cuối cùng và lễ bế mạc của giải Futsal vô địch quốc gia 2022 đã diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Hà Nam. Câu lạc bộ Thái Sơn Nam quận 8 đã giành được chức vô địch giải Futsal vô địch quốc gia 2022. Sau chiến thắng đầy kịch tính trước Phong Phú Hà Nam ở lượt đấu cuối cùng. Đây là cuộc đọ sức được xem là trận đấu chung kết của giải. Đang dẫn đầu bảng nhưng đại diện phía Nam đã phải trải qua 40 phút đầy kịch tính và khó khăn trước đội chủ nhà. Và họ chỉ đánh bại được Phong Phú Hà Nam với tỷ số sát nút là 3-2. Chung cuộc, sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Nam quận 8 đã lên ngôi vô địch với 18 điểm cùng 6 chiến thắng tuyệt đối. Ngôi Á quân thuộc về Phong Phú Hà Nam và đội xếp thứ 3 là Hà Nội. Đội bóng thủ đô cũng là đội đạt giải phong cách. Ở các hạng mục cá nhân, Trịnh Nguyễn Thanh Hằng là vua phá lưới với 7 bàn thắng. Thủ môn xuất sắc nhất là Ngô Thùy Linh và cầu thủ xuất sắc nhất là Nguyễn Thị Châu. Đây đều là các thành viên của câu lạc bộ Thái Sơn Nam quận 8. Giải Futsal nữ vô địch quốc gia 2022 lần đầu tiên được tổ chức với mục tiêu chuẩn bị tập huấn cho các cầu thủ Futsal nữ trước thềm tham dự SEA Games 31 trên sân nhà vào tháng 5 năm 2022. Qua giải đấu này, các nhà chuyên môn đã bước đầu rà soát lực lượng, kiểm tra phong độ cũng như có được những phát hiện mới cho đội tuyển Futsal quốc gia Việt Nam.